thanh dính cát nè, dự báo là bự bự á. Chào các bạn, hôm nay mời các bạn đi câu tiếp nha. Hôm nay tem đông vui lắm. Đây, thầy Phong, Hồng, Thanh Nguyễn, Cường, Hiếu với bạn của Hiếu, 6 người 2 xuồng. Đây, điểm câu đầu tiên của mình là ngay nhà tắm nha các bạn. Giờ mình ra cần chiến nha, các bạn đợi kéo cá nha. Hồng dính cá các bạn, dính dây à. Chỗ kia nó chảy quá không được, ba anh em mới dậy đây. Trời cũng đang mưa này các bạn, tháng mưa bão này đi câu cực khổ quá. Nãy giờ không dướng, giờ dướng rồi. Mưa, gió, ghiền phải chịu. Rất đẹp chưa? Các bạn đợi có dính cá mình quay tiếp nha. Dính cá các bạn ơi, con này nặng. Đấy, cái vỏ xanh tươi. Im. Có cá, có cá. Mừng quá. Con này thì chưa to lắm. Đấy. Im. Nói chung là kéo đều đều là được. Rồi, vô gọng. Đấy cũng có mấy con mà chưa có quay. Đã. Không lên Hugo nữa kìa. Rồi, dướng nữa. Rồi, các bạn đợi tiếp nha. Dính cá các bạn. Dài thì cố rồi. Kéo chừng ai. Nặng nặng nè. Ô, dảnh tôi đùng. Hồng dính cá, hồng dính cá nữa. Hồng dính cá. Hai thầy trò vô rồi. Ồ, dính cá vô, hồng dính cá vô. Phong thì cá dảnh. Vô rồi. Im. Phòng 3 người, 2 người lên cá liên tục là ngon ha. Chọc hồi nhảy trong lội về đi. Im các bạn ơi. Bạn đợi tiếp nha. Dính cá các bạn ơi. Nặng à. Nặng à. Rồi. Nó lượn vô dây rồi các bạn ơi. Cá không có bự mà nó dính cái gì nè. Cái gì vậy? Cái gì vậy? À sợi dây kia. Ồ, cái gì tròn voi vậy? Ê, cắm mới của mình ngon nha. Cá mới của mình nãy nãy dính được con cá dảnh. Giờ thêm con cá này cá massa. Ú na ú nút cái bụng tròn do. Nó dính kiểu này là đường đâu mà xảy. Hai ba lưỡi nó quấn cái vòng và vòng qua. Im. Cá mình trộn mới, mình đang cân tỷ lệ đây các bạn. Đang tép thôi. Chấm thơm hoài thì cá cha không nhạy. Mình thử, mình đang nghiên cứu cái bài mồi tổng hợp rồi. Rồi, mình
thoải mái mình gỡ nha, các bạn đợi tiếp nha. Hồng vừa lên con cá rảnh, mới giờ chỗ khác nè các bạn, chỗ kia nó chảy quá. Đây cá ăn cái này nè, kéo nha. Đó lụm lụm, chỗ này thì cá tra không to nên mình câu về mình nuôi. Ta thì hai ba ngón tay, cá này nuôi màu lớn lắm. Rồi lo nhiều chuyện, móc mồi vô thành mới dính cá đây các bạn, nhỏ. Chỗ này thì mini nhiều, im cãi nó đi, bự nhỏ gì, bữa nay mình câu cá nuôi mà. Chiều chiều đợi nước đứng lớn rồi, giờ nó chảy quá trời, cái này nước đổ chảy quá trời mạnh. Sao cần này nhiệt dữ vậy không? Mồi cắm thơm bánh mì nha các bạn. Cứ cắm thơm bánh mì mình câu suốt. Rồi dính rồi, dính dây rồi. Rồi chúng ta đợi câu cá nữa nha. Hồng dính cá bự rồi, nặng dữ rồi. Trời ơi, dính nguyên lịch luôn. Kéo dây lên cột vô ba xuồng không? Cột cái dây vô xuồng không? Lên đen thui tưởng. Cái gì ghê. Ở đây chấm nào mình đi ha, để hồi dứt nữa. Giải dây. Chấm đi con rắn các bạn. Dây ta cột mấy cái bè. Rồi im. Chúng ta đợi kéo cá tiếp nha. Cá này các bạn, nó bao bạc. Nhưng mà cá mini không à. Giờ con bé cá mini các bạn, ngoài nó chạy quá. Đây cá cái này không. Này về mình nuôi cá. Ngon lên. Im. Bạn đợi tiếp nha. Cá thì dính liên tục mà tại hơi ít quay thôi. Thành dính cá các bạn. Dự báo là bự bự á. Từ từ thôi. Cái lưỡi nhỏ xíu mà. Quá đã quá đã. Rồi đó. Cá to đùng các bạn ơi. Mình ra cận cảnh cá nha. Thành Nguyễn câu hay quá Thành ơi. Gắt. Là không có lưới. Đừng gắt lưới nha ông thần. Cắt con chửi. Ê. Cái gì vậy? Cái con cáu. Hay quá. Cần. Cái gần tôm nhỏ xíu nè các bạn. Kéo con cá bự sò bá không? Em bỏ cái thẻo luôn hả? Không có. Cái này nè. Tôi ngủ đi về nhậu được rồi. Chảy không? Lỡ rồi bóc vô luôn đi. Cái gì vậy? Hả? Rồi để thải thải xuống cái quan cuối. Câu tôm hay vậy? Đang quay phim thế này. Quá lạ quá lạ. Còn lưỡi còn. Dính hành. Cá quá đã. Thành cầu hay quá.
kéo thêm con nữa anh Thành. Rồi vô nè, vô nè, vô cái đầu chứ, còn cái đuôi nữa. Ừ rồi, nặng cái gọng liền ha. Về nghỉ đã. Về chưa? Về về ha. Kiểu này mấy anh em chắc buồn quá. Đây Phạm Khoa này các bạn. Tết này cấu gì Khoa? Khoa cho mình mấy con tép nè. Giờ mình móc câu thử rồi. Các bạn đợi tiếp nha. Rồi giờ hơn 5 giờ hơn các bạn ơi. Giờ mình về. Về tới chỗ thuê xuồng của anh Sơn rồi nè. Giờ chúng ta sẽ tiếp mục xem cá nha. Đây. Bên này nước đục quá. Cá mè rảnh đang rất là chậm. Ít cá rảnh. Cá tra mini này chút mình đem về mình nuôi. Dạ. Đây, hồng. Hồng cũng được mấy con rảnh, mấy con cá tra. Chỉ có bằng Thanh mình là dữ nhất. Đây. Đây, con cá dồ, tôi đung. Thấy chưa các bạn? Thanh cà hay là câu hay quá. Anh Sơn chủ chỗ thuê xuồng. Tạm biệt các bạn nha. Giờ mình về gặp các bạn ở clip sau. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Rồi, bye bye các bạn.